Xin thưa, tôi thiết nghĩ cái tình của người cha nó đong đầy như thế nào, cái tình của người mẹ nó ấm áp như thế nào, các vị sẽ là người thừa biết, thừa hiểu hơn chúng tôi rất nhiều. Xin thưa các ông thầy, có nói nhiều, nói hay đi chăng nữa thì cũng chỉ là cái hiểu biết, cái học hỏi mà thôi. Còn các vị mới chính là những người từng trải để mà có kinh nghiệm, trải qua cái thời gian chín đợi mười chờ để thương, để nhớ một người, cái thời gian đó nó như thế nào. Và đến rồi, đến khi được đến với người đó để cùng xây đắp gia đình và những đứa con đã được sinh ra, các vị nếm trải biết bao nhiêu là buồn vui cay đắng của cuộc sống. Các vị thừa hiểu hơn chúng tôi chứ. Chúng tôi đâu có cái diễm phúc được như thế, đúng không? Chúng tôi đâu có cái diễm phúc mà được làm cha làm mẹ đâu. Cho nên trong đời các vị đã một lần làm cha làm mẹ thì chính các vị là người sẽ hiểu nhiều về cái ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ như thế nào. Lại có người nói rằng ông bà già của con chết lâu đời lắm rồi thầy ơi, mấy chục năm rồi, bây giờ nhớ cái khuôn mặt của ông bà con cũng không còn nhớ được, thì nói chi nhớ đến cái ơn để rồi mà trả ơn. Con nói này nghe nó phũ phàng quá thưa các vị. Xin thưa, dù anh có đi đâu, về đâu, hay anh có làm cái con người như thế nào giữa cuộc đời này, thì xin thưa, anh vẫn là một người luôn luôn được cha mẹ quan tâm và chăm sóc trong từng phút từng giây. Điều này không thể, xin thưa, không thể chối cãi được. Chính các vị nhớ nhung và thương con cái các vị như thế nào thì cha mẹ các vị thương các vị nhiều như thế ấy. Và xin thưa, hôm nay tôi sẽ đọc cho các vị nghe lá thư của Ngài Lương Giới, tổ của tông Tàu Động ở Trung Hoa. Ngài là người xuất gia từ rất nhỏ và ông ra đi, mẹ của ông thì mỏi mòn tìm kiếm, và bà đi hết tất cả các già lam tự viện để tìm đứa con của mình nhưng không gặp, tại vì ông trốn mà. Ông biết mà bà tới là ông trốn thôi. Thấy bà khổ cực tìm kiếm mình, ông cũng đau xót trong lòng, không có yên để mà tu. Thế cho nên ông có viết gửi về cho bà mấy cái lá thư. Thì hôm nay tôi có dịp đem những lá thư này ra để chia sẻ cùng với các vị. Thông thường mình viết thư là viết thế nào thưa các vị? Đầu thư con nhớ mẹ hiền hả? Hay là mẹ ơi mẹ đẹp như tiên, mẹ thêm dấu quyền mẹ gửi cho con. Tiên thêm dấu quyền là thành gì không biết. Giờ ta nhớ tiền nhiều hơn nhớ mẹ. Nhưng mà trước khi đi vào lá thư này, tôi kể các vị nghe một cái câu chuyện mà tôi đã từng kể rồi. Nhưng tôi tin chắc một điều các vị quên hết rồi, cho nên buộc lòng hôm nay phải kể lại. Đó là câu chuyện có mặt từ thời Đức Phật còn tại thế, và câu chuyện này được Đức Thế Tôn Ngài kể lại. Ở trong khu rừng kia, xin thưa, có gia đình khỉ sống, một khỉ mẹ, một khỉ cha và một khỉ con. Nhưng mà rất đặc biệt là ba con khỉ này có bộ lông rất là vàng, rất là đẹp. Rồi một hôm nhà vua ở cái nước đó, ông nằm mộng. Ông nằm mộng thấy có một con khỉ lông vàng rất đẹp. Ông nghĩ rằng ta bắt được con khỉ này, lột da nó,
làm cái áo khoác thì tuyệt vời biết mấy. Thế là sáng hôm sau ông cho triệu tập tất cả những anh thợ săn tài giỏi của đất nước quỳ dưới bệ. Các anh thợ săn không biết mình được triệu tập đến hoàng cung để làm gì. Nhà vua ngồi trên ngai vàng nghiêm sắc mặt nói: này tất cả những người thợ săn, đêm qua trẫm nằm mơ thấy có một con khỉ lông vàng rất đẹp. Trẫm muốn có bộ lông của nó để làm chiếc áo khoác của mình khi trời đông giá lạnh. Các người có trách nhiệm phải đi tìm con khỉ đó, bắt giết nó, lột da đem về đây. Nếu như các ngươi làm không xong trong vòng một tháng thì ta sẽ tru di tam tộc nhà ngươi hết. Mấy anh kia nghe sợ quá rung. Bây giờ sự sống còn của những người thân mình nằm trong tay mình. Thế là tất cả những người thợ săn hối hả lên đường, đi tất cả những cánh rừng. Đi thời gian gần một tháng trải qua, nhưng mà xin thưa là các anh thợ săn vẫn không tìm được. Đêm đó các anh ngủ dưới một cây đại thụ rất lớn. Nghe ở trên cây đại thụ có tiếng gì xào xạc, nhưng vì trời tối các anh đâu có biết cái gì trên đó. Tới sáng ra khi ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá thì người ta thấy có những cái tia vàng óng ánh, nó sáng hơn cả ánh sáng của mặt trời. Khi đó các anh mới nhìn lên ngọn cây thì thấy có một con khỉ ở trên đó. Thế là các anh chia nhau ở dưới này quay cái gốc cây lại. Một số anh thì cứ leo lên đứng thành từ đoạn của cái thân cây vậy đó. Cứ có nhánh cây ra là các anh đứng đó cầm sẵn cung tên thủ sẵn, không cho con khỉ chạy. Cái cây đó rất cao, và trong lịch sử chép rằng muốn đi chiền cái mũi tên độc thì các anh phải bắn vô cái búi tóc của người kia để người đó rút mũi tên ra để mà chiền lên cho người trên cao hơn nữa. Xin thưa, cái anh leo lên cuối cùng thì anh thấy không phải một con mà tới ba con lận. Ba con anh đâu biết bắn con nào. Bây giờ anh tẩm thuốc độc vào trong cung và anh dương anh bắn, thì vô tình anh bắn trúng con khỉ mẹ. Khỉ mẹ bị trúng tên, biết mình không còn sống bao nhiêu lâu nữa. Nhưng khi đó nó đang cho khỉ con bú, thưa các vị, nó phải cố hết sức ngồi cho thật vững để khỉ con bú cho xong cái này. Khỉ con bú rồi nó đi vào trong giấc ngủ. Đi vào trong giấc ngủ thì con khỉ mẹ mới gỡ khỉ con ra và trao lại cho chồng mình. Rồi nó mới lấy những cái lá cây nó xúm lại, nó dắt hết sữa trong người nó để lại trao cho chồng, để khi con nó thức dậy cho con nó uống và nó buông tay nó rớt xuống. Những người thợ săn thấy con khỉ đã rớt xuống thì trên cây họ tuột xuống để họ xúm lại, họ lọc da con khỉ. Ở trên này khỉ chồng thấy vợ mình bị người khác lọc da đau lòng quá, đặng khỉ con xuống cái cây, chạy xuống định cứu vợ mình. Chạy xuống được nửa thân cây thì trên này khỉ con nó khóc, nó la, lại chạy lên nhìn xuống cái cảnh tượng thấy thương vợ quá, lại chạy xuống. Và cái hành động nó cứ tiếp diễn, chạy lên chạy xuống mà cuối cùng vẫn không tới đâu. Đau khổ quá, nó vỡ tim và nó chết. Người ta thủ đắc được hai con khỉ lớn và họ leo lên tới ngọn cây và bắt được luôn con khỉ nhỏ. Họ đem về, họ đặt con khỉ nhỏ vào trong một cái lồng được sơn son thép vàng, và trong đó có tràn ngập tất cả các thứ sữa.
Nhưng rồi trong một đêm thanh vắng, họ nghe được cái tiếng kêu bi thương của chú khỉ con. Và sáng ra thì họ đã thấy khỉ con gục đầu chết ở trên cái tô sữa vì đói. Thưa cùng các vị, đó là câu chuyện mà Đức Thế Tôn đã kể lại cho chúng ta nghe. Ở đây chúng ta thấy rằng, xin thưa, tình mẫu tử bao giờ cũng thiêng liêng và cao cả lắm. Giữa sự truyền thông của người mẹ và người con có thể là không gần nhau, mà họ cách xa nhau có khi cả nửa vòng trái đất. Nhưng khi sự đau khổ buồn bực của đứa con ở bên kia có thể làm cho người mẹ ngày hôm đó cảm thấy khó chịu và rai rứt, các vị có bao giờ như vậy chưa? Xin thưa, đó là sự thật. Và trong tất cả chúng ta thừa biết cái tình mẫu tử bao giờ cũng thiêng liêng, thừa biết cái chữ hiếu là cái điều không thể thiếu trong đời sống, nhưng chúng ta rất thờ ơ và vô tình với điều này. Có những con người khi họ còn có cha có mẹ thì họ không thèm để ý, không thèm quan tâm, và cũng không biết quý trọng cái hạnh phúc mà mình đang có. Đợi đến khi cha mẹ họ bước chân vào trong quan tài, lúc bấy giờ họ thức tỉnh, họ mới biết rằng từ đây mình đã mất hết tất cả. Bởi vì anh có là ông hoàng, anh có là bà chúa đi chăng nữa, với cuộc đời anh mất cha mất mẹ, anh vẫn là đứa trẻ mồ côi mà thôi. Anh không tài giỏi hơn ai. Và rõ ràng anh có giàu có bao nhiêu đi chăng nữa, mà giữa cuộc đời anh mất cha mất mẹ thì anh vẫn là đứa con nghèo nàn cái hạnh phúc, nghèo nàn cái hơi ấm của gia đình. Và rồi tất cả chúng ta đã như thế và sẽ như thế. Những người đã như thế thì các vị đã thấu hiểu được cái sự lạnh lùng khi thiếu vắng đi tình cha tình mẹ, cái sự cô đơn lạ lẫm giữa cuộc đời như thế nào rồi. Còn có những người bây giờ còn có hạnh phúc là còn có cha có mẹ. Xin thưa, tôi năn nỉ các vị đừng có thờ ơ nữa. Tôi năn nỉ các vị đừng bao giờ làm ngơ, mà tôi thiết tha với các vị hãy quay về để đón nhận cái hạnh phúc đó. Mình luôn là người cất bước ra đi, và có khi mẹ ngồi đó, cha đứng đó, trong ngôi nhà của mình mấy chục năm trời mà mình chưa bao giờ nhìn kỹ được khuôn mặt của ông bà như thế nào. Cho đến một ngày mà mình nhìn kỹ khuôn mặt của ba và của mẹ mình á, ủa ba mình nó có cái mục ruồi ở đây, mẹ mình có cái đồng tiền ở đây, sau đó giờ mình không thấy. Bây giờ lên bàn thờ ngồi trong cái ảnh rồi mình mới chịu nhìn kỹ và thấy. Bởi vì sao? Mấy chục năm gần gũi, có bao giờ ta thèm nhìn vào khuôn mặt của ông bà đâu. Đi đâu đó về gặp ba mẹ chào một cái phớt lờ rồi thôi. Thấy mâm cơm để ở đó, nhưng đâu biết rằng ông bà dọn lên ngồi đợi mình về để ăn. Về thấy cái chào cái là lủi vô phòng, hoặc là kiếm chuyện gì đó làm cái là xong. Và cuộc đời, thời gian nó trôi. Đến một ngày nào đó mình mất đi cái hạnh phúc đó thì rõ ràng trách ai bây giờ, thưa các vị?
không trách ai được hết. Mình phải tự phản tỉnh trong cái giờ phút mình còn có thể có hạnh phúc, không thì không kịp. Xin thưa, ta có mặt từ sự chia chác sự sống, gánh gồng đau khổ của cha và của mẹ. Xin thưa, để sanh mình ra phải mất 9 tháng cung mang, rồi 3 năm bồng ẩm. Nó đau khổ vô cùng. Xin thưa các vị, cho tôi hỏi, khi mà các vị sanh con các vị ra, nó ỉ nó đái, các vị thấy có ghê không? Thấy có gớm không? Không. Các vị rất quen và rất vui với việc làm đó. Nhưng ba mẹ các vị già, cái việc tiểu tiện nó không làm chủ được nữa, các vị thấy như vậy các vị có nhăn mặt không? Có ớn không? Thế gian người ta nói thì sao à? Cha mẹ sanh con đâu gì? Đâu kể ngày kể tháng hả? Còn con nuôi cha mẹ tính phút tính giây chứ không phải tính tháng tính ngày nữa, tính cặn kẽ lắm. Tôi thì thấy có nhiều cái nó đau lòng. Tôi có một lần đi đưa giùm cái đám của ông cụ kia. Xin thưa, chôn ông xong trở về để an sàng. Tôi an sàng xong thì tôi ngồi tôi uống nước. Uống nước thì tôi nghe những người con của ông đó ngồi tính nè. Hôm bữa đám của ba ngày đầu là tao mua bông nè, rồi mua trái cây nè. Người kia kêu là tôi phải mua nước, mua đồ đủ thứ, bánh trái. Bao nhiêu người tính là cộng vô sổ hết để chia chác cho đều. Chia chác cho đều. Cái này nó chính là một điều tệ hại nhất có mặt trong đạo đức sống làm người. Đừng nói chi đến thánh hiền. Đạo đức của con người ở đây mình cũng không có. Đơn giản, không cần phải chửi ai, không cần phải đánh ai. Nhưng đối với cha mẹ của mình mà tính toán đến một mức độ như vậy, thì thử hỏi trên đời này còn ai xấu xa bằng những con người đó không? Và tất cả chúng ta đừng nên trở thành con người xấu xa như thế. Con chưa từng thức trọn đêm thâu những sáng mùa đông, chưa một lần dậy sớm để thấy ngoài trời từng cơn gió lớn nặng trĩu gánh hàng lầm lũi mẹ đi. Xin thưa, mình lớn lên từ sự vất vả khổ cực của cha mẹ. Khi con có mặt trong bụng, mẹ vui, nhưng từ đó sự lo lắng cũng có mặt. Lo nghĩ làm sao cho con mình được khôn lớn, được bằng người. Và chính cái muốn cho con bằng người, chính cái đó khiến cho mẹ, cho cha phải là người vất vả và khổ cực nhất. Mình ngồi yên trong cái nhà trường để học từng con chữ, đâu biết rằng cha mình phải đê lưng lên rừng, đâu biết rằng mẹ mình phải úp mặt ngoài đồng cả một quãng đời để cho mình được ngồi yên ở đây. Bát cơm mình ăn đâu tự nhiên mà có, ở trong đó mồ hôi và nước mắt của cha mẹ để mà đánh đổi cho mình, nhưng mình không hề biết. Xin thưa, thờ ơ với cha mẹ là một tội lỗi vô cùng. Đệ nhất dâm vi thủ, vạn thiện hiếu vi tiên. Trong tất cả điều thiện của thế gian này, không có cái điều thiện nào mà hơn chữ hiếu cả. Chữ hiếu vẫn là cái đứng đầu trong tất cả điều thiện. Không hiếu kính với cha mẹ mà đi làm những việc thiện khác,
ta đã bỏ cái gốc chạy theo cái ngọn ngành rồi, xin thưa không được gì đâu. Đối với cha mẹ ở nhà không thương mà mở miệng ra nói đi thương người này thương người kia, không tin nổi. Tôi không tin những người đó, vì chính cha mẹ họ cho họ sự sống, cho họ cái thân phận này, cho họ biết được buồn vui thương ghét của cuộc đời, mà họ đã thờ ơ, họ không thương rồi, mà đến đây nói thương mình, thương người này, thương người kia. Ôi cha đi gạt thiên hạ. Không tin. Không biết các vị tin không, chứ tôi không tin. Và các vị phải hiểu thêm một điều, chính sự hiếu kính của mình đối với cha mẹ mình ngày hôm nay, đó chính là bài học của mình dạy cho con và cho cháu mình, để nó thực hiện trong ngày mai. Sư ông Trúc Lâm, khi ngài còn tu ở dưới núi lớn ở Vũng Tàu, thì ngài ở trong cái pháp lạc thất. Mỗi buổi chiều sư ông đều thấy có một ông già bị mù mà phải lặn lội từ dưới chân núi đi theo con đường mòn lên tới trên núi để mà múc nước đem về. Ngày nào sư ông cũng thấy người già đó đi múc nước đem về. Bữa đó có người Phật tử lên thì sư ông mới hỏi: ông già này ở đâu? Có con cháu gì không mà sao ngày nào cũng lặn lội đi lên trên này xách nước? Nhiều khi đứng nhìn ông xách nước, ông đi xuống, ông mò mẫm, có khi bước hụt chân té, nước đổ hết, nhưng cũng phải lòm còm bò dậy trở lên lại. Người Phật tử đó mới trả lời: dạ bạch sư ông, ông già này ở dưới chân núi nè, ông vẫn có con, có cháu bình thường, nhưng mà đó là cái quả báo của ông. Sư ông mới hỏi: sao mà là quả báo? Người đó mới kể: dạ thưa ông này, lúc ông còn trẻ đó, ông không có bị mù, ông khỏe lắm, và ông có một bà mẹ. Nhưng mà bà mẹ đó mở miệng ra mà khuyên lên ông cái điều gì, hoặc dạy dỗ cháu ông, hay nói một cái điều gì trong gia đình, thì ông liền quánh bà ta và bỏ đói không cho ăn. Quánh và bỏ đói không cho ăn. Cho đến ngày hôm nay ông cũng có con, nhưng ông cũng bị cái nhân quả nó hiện hành, hàng ngày phải đi xách nước về cho con mình, cho vợ nó, cho cháu mình tắm và chi tiêu trong sinh hoạt. Và nếu như một ngày không xách đủ 20 đôi nước thì nó cũng bỏ đói và không cho ăn gì cả, còn bị đánh đập nữa chứ. Từ đó chúng ta mới thấy nhân quả trả lời cho cuộc đời này, cho những hành động, cho những lời nói của mình rất công bình, không hề thiên vị. Ngày hôm nay mình bất hiếu với cha mẹ nè, mình làm cho cha mẹ thường hay đau khổ, thì mình biết chắc rằng ngày mai mình cũng sẽ bị như vậy, thưa các vị. Và cái hiếu để của người thế gian thì Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Nó đơn giản làm sao đó mà, đâu có gì đâu. Đừng làm cha mẹ buồn, đừng làm cha mẹ khổ, quan tâm, chăm sóc, thương yêu, đó là cái hiếu của thế gian. Xin thưa nó có khó làm không? Mấy năm trời khi ta còn tấm bé, hàng ngày mẹ phải chăm nom ta, săn sóc ta, từng phút từng giây không có chút nào rời. Mà bây giờ chúng ta là người ở xa cha mẹ, có người thì được ở gần phụng dưỡng, có người ở xa vài tháng trời mới về thăm một lần, một tuần lễ
mới gọi điện về một lần. Chuyện đó nó có gì đâu mà khó. Hỏi thăm sức khỏe làm ba mẹ vui, biết phụng dưỡng, biết chăm sóc, biết quan tâm, ấy là chúng ta có hiếu. Vậy mà chúng ta làm không được. Đúng là con người chúng ta nó dở và tệ làm sao thôi các vị. Đâu có cần gì nhiều đâu, lời hỏi han, cử chỉ quan tâm, nụ cười, triều mến và tình thương dành cho cha cho mẹ, vậy mà làm không được, dở quá. Xin thưa, cái hiếu của thế gian mà đã làm không được thì cái hiếu của sức thế gian ta là càng làm không được, là càng làm không được. Vì cái hiếu của người tu nó khác với cái hiếu của người đời, không gần gũi, không chăm nom, không có săn sóc, không có hầu cận để mà rót từng ly nước, bưng từng chén cơm. Và có khi biền biệt đôi 30 năm không có tin tức. Có khi cha mẹ mất lại không về. Các ông thầy nhà mình vô tình đến như vậy đó hả? Xin thưa, bây giờ thì chúng ta khác hơn người xưa rất nhiều. Thật sự chư tổ ngày xưa các ngài một phen đã ra đi thì rất hiếm trở về nhà. Rất hiếm trở về nhà. Có khi cả một đời các ông bước chân ra khỏi ngôi nhà của mình rồi để đi vào con đường xuất gia học đạo, vĩnh viễn không trở về nữa. Còn bây giờ thì chúng ta thì có phần khác hơn một chút, là cũng thường hay lui tới chăm nom, đó cũng là cái hiếu đệ. Và bây giờ chúng tôi xin mượn cái lá thư của Tổ Lương Giới để đọc các vị nghe, để các vị thấy cái nỗi lòng của người tu. Tại vì thế gian họ thường trách cha mẹ sanh thân, mà các ông thầy, các bà cô, những người xuất gia từ bỏ ra đi, đến cái họ của mình cũng không còn giữ, đến cái tên của mình cũng không còn nhớ đến để làm gì, thay tên đổi họ luôn. Như tôi bây giờ thì gọi là Thích Minh Thiền, chứ đâu còn nhớ cái tên là Nguyễn Văn Cu gì đâu, đúng không? Nhưng mà có phải như thế là phủi bỏ cái công ơn sinh thành của cha mẹ, là không biết đến cái đạo nghĩa thâm tình hay sao? Tôi sẽ chứng minh điều đó cho các vị thấy bằng lá thư của Tổ Lương Giới, để rồi chúng ta sẽ hiểu được nỗi lòng của người tu và thông cảm với người tu. Nguyên văn của lá thư Ngài Lương Giới gửi cho mẹ tôi đọc cho vị nghe. Được nghe chư Phật ra đời đều do cha mẹ mà có thân, muôn loài sanh trưởng thải nhờ trời đất che chở. Cho nên không có cha mẹ thì chẳng sanh, không có đất trời thì chẳng trưởng. Thải nhờ ân dưỡng dục đều thọ đức chở che, song tất cả hàm thức vạn tượng hình nghi đều thuộc vô thường, chưa lìa sanh diệt. Ân bú xú nặng nề công nuôi dưỡng sâu thẳm, dù đem của cải thế gian phụng dưỡng trọn khó đáp đòn. Dùng máu thịt dâng hiến cũng không được bền lâu. Trong hiếu kinh nói, dù một ngày giết đôi ba con vật để cúng hiến mẹ cha vẫn là bất hiếu, vì sẽ lôi nhau vào vòng trầm luân chịu khổ luân hồi. Muốn đền ơn sâu dày của cha mẹ đâu bằng công đức xuất gia, cắt đứt dòng sông ái sanh tử, vượt qua khỏi biển khổ phiền não. Đáp ơn cha mẹ ngàn đời, đền công từ thân muôn kiếp, bốn ân ba cõi thải đều đền đáp. Kinh nói, một đứa con xuất gia chính họ đều sanh lên cõi trời, con thể bỏ thân mạng đời này chẳng trở về nhà,
đem căng trần muôn kiếp chống tỏ sáng bát nhã. Cuối mong cha mẹ mở lòng hỷ xả, ý chớ trong mong học theo gương quốc vương Tịnh Phạn và thánh mẫu Ma Gia, hẹn đến sau kia sẽ gặp nhau trong hội Phật, còn hiện tại cam chịu lìa nhau. Con chẳng phải quên ơn dưỡng dục chỉ vì thời giờ chẳng đợi người đòi, cho nên nói thân này chẳng thẳng đời này độ, lại đợi đời nào độ thân này, xin cha mẹ lòng chớ nhớ mong. Và Ngài gửi bài thơ: vị liễu tâm nguyên độ sổ sưng, phiên ta tịnh thế mạng thân trừng, kỷ nhân đắc đạo không môn lý, độc ngã im lưu tại thế trần, cẩn cụ xích thư tỳ quyến ái, nguyện xin đại pháp báo từ thân, bất tu sái lệ tầm tương ức, thí tợ đơn sơ vô ngã nhân. Dịch nghĩa: chưa rõ nguồn tâm quá mấy năm, thương thai mê mải luống trì tầm, cửa không đã lắm người đắc đạo, riêng ta trì tệ ở trong trần, xin viết lá thư từ quyến thuộc, nguyện thông đại pháp đáp từ thân, không nên rơi lệ thường thương nhớ, xem tợ mũi đầu không thân con. Đây chính là cái lá thư mà của Ngài Hương Giới gửi cho mẹ. Tôi cùng các vị, chúng ta từ từ đi lại, đi từng bước vào trong lá thư này. Được nghe chư Phật ra đời đều do cha mẹ mà có thân, muôn loài sanh trưởng phải nhờ trời đất chở che, cho nên không có cha mẹ thì chẳng sanh, không có đất trời thì chẳng trưởng, phải nhờ ân dưỡng dục đều thọ đức chở che. Ở đây cái đoạn đầu Ngài muốn nói luôn, kể cả chư Phật trong ba đời cũng phải từ cha mẹ mà có thân này. Không có vị Phật nào mà không có cha mẹ mà có thân cả. Và trong tất cả vạn tượng hàm linh có mặt trong cuộc đời cũng từ cha mẹ mà có, muôn loài cũng như thế, được cha mẹ sinh và được đất trời nuôi dưỡng. Cho nên cái ơn của cha mẹ, cái ơn của đất trời là cái ơn rất là lớn. Cái ân này muôn kiếp cũng khó mà đáp đền. Song tất cả hàm thức vạn tượng hình ni đều thuộc vô thường, chưa lìa sanh diệt, ân bố xú nặng nề, công dưỡng dục sâu thẳm, dù đem của cải thế gian phụng dưỡng trọn khó đáp đền, dùng máu thịt dâng hiến cũng không được bền lâu. Chúng ta dùng máu thịt, dùng thân mạng này để dâng hiến, để đáp đền công ơn của cha mẹ vẫn không thể được. Và ở đây Ngài dạy chúng ta rằng đời sống này là vô thường, vì tất cả chúng ta đều thuộc vô thường, chưa lìa sanh diệt. Mà chưa lìa sanh diệt còn thuộc vô thường thì đâu có hẹn được ngày mai, mà không hẹn được ngày mai thì cần phải lo giải quyết vấn đề sanh tử trong tức khắc, không chờ đợi, không có hẹn lần hẹn lửa được. Và Ngài thấy rằng nếu như đem của cải của thế gian để dâng hiến cho cha mẹ, và cho đến đem thân xác này để trọn đền ơn cũng không thể được, chỉ có con đường xuất gia và phải chống đạt được đạo thì mới có thể đền đáp được. Cái điều này chúng ta nhìn lại vào tấm gương của Đức Bồ Tát Mục Kiền Liên thì chúng ta thấy rất rõ. Ngài chứng được A-la-hán, bậc thánh giải thoát, khi đó mới có thần thông, khi đó mới có thiên nhãn để mà nhìn thấy cái thần thức của mẹ mình đang ở đâu. Và khi ông dùng thiên nhãn ông nhìn thì ông thấy mẹ của mình đang bị đọa vào trong
trong cái kiếp ngạ quỷ. Có như thế mới tìm được phương cứu để mà giúp bà ta thoát khỏi chúng tam đồ. Và cũng vậy, chỉ có những con người tu thật trọn vẹn với sự tu, ở đây nói như Ngài Lương Giới là phải chứng được đạo quả mới có thể đền trả cái công ơn một cách thiết thực nhất. Còn không thì vẫn chưa là người trả được cái công ơn. Ngài lại nói thêm, dù một ngày giết đôi ba con vật để cúng hiến cha mẹ vẫn là bất hiếu, vì sẽ lôi nhau vào trầm luân chịu khổ luân hồi muôn kiếp. Đây chính là một điều cũng nhằm cảnh tỉnh chúng ta. Xin thưa, nếu mà để phụng dưỡng cha mẹ mà chúng ta phải tàn hại đến sinh linh, đến hàm thức, thì vô tình trong cái hiếu là có cái hại. Đó chính là sẽ làm cho quán thù, làm cho tội lỗi, và cái nghiệp của người cha người mẹ sẽ nặng nề thêm trong cái luân hồi sanh tử. Và ở trong kinh Địa Tạng, Đức Phật Ngài có dạy chúng ta thế nào? Ngài nói nếu có một người thân, vì một người thân trong gia đình hoặc là người bệnh nằm đó hoặc là người đã mất mà giết hại sinh vật để tế lễ thần linh cúng bái, thì người bệnh hoặc người đã mất đó không có chút phước nào mà có thêm tội lỗi. Tôi sẽ đọc tiếp lá thư thứ hai. Mình không có dịp để chia sẻ thì mình đọc nhau nghe cũng được. Và sau hai lá thư đó, bà mẹ của Ngài có viết gửi cho Ngài một lá thư. Lá thư thứ hai Ngài viết: con từ lìa cha mẹ, chống tích trượng dạo phương Nam. Tháng ngày trôi qua tính đã 10 năm. Trên đường con trải qua muôn dặm, cúi mong mẹ đem hết tâm ý hướng về Phật Pháp. Đừng ôm ấp tình ly biệt, chớ đứng tựa cửa trong con. Mọi việc trong nhà tùy thời sắp đặt, việc nhiều thì phiền não thêm nhiều. Phần anh hai thì nên tận tâm hiếu thuận, học đòi gương vương tường nằm cá. Còn em nhỏ thì hết sức bắt chước theo mạnh tông khóc măng. Phàm người ở đời phải biết tu thân, hiếu để mới hợp lòng trời. Kẻ làm tăng trong cửa không, tức là cửa Phật, thì mộ đạo tham thiền để đền ơn cha mẹ. Ngày nay hai đường xa cách, muôn sông ngàn núi, mượn giấy mực viết vài hàng để bày tỏ tất dạ. Thật là thấm thía làm sao. Chẳng cầu danh lợi, chẳng cầu nho, ưa thích cửa không bỏ thế đồ. Phiền não hết rồi lửa sọc tắt, ân tình dứt bạc sông ái khô. Sáu căn giới định gió thơm cuốn, một niệm vô sanh sức hệ phò. Xin nhắc mẹ già thôi đứng ngóng, ví như đã chết ví như không. Ở lá thư đầu thì Ngài viết hai câu cuối cùng là: không nên rơi lệ thường thương nhớ, xem tợ buổi đầu không thân con. Hai câu cuối cùng trong lá thư thứ hai là: xin nhắc mẹ già thôi đứng ngóng, ví như đã chết ví như không. Đừng có ngóng trông nữa, mẹ coi như là con đã chết đi. Và đây là cái lá thư của mẹ của Ngài Lương Giới, bà viết gửi cho Ngài. Mẹ cùng con đời trước có nhân duyên, mới kết thành tình mẹ con. Kể từ ôm thai trong lòng, sớm chiều cầu thần khẩn Phật, nguyện sanh được con trai. Thai bào đủ tháng, mạng sống như chỉ mành, sanh con được tội nguyện ví như châu bảo. Không nề sự hôi hám của phẩm quế, chẳng ngại sự bú sú nhọc nhằn, con vừa thành người dắt đến trường lo học tập. Hoặc khi con đi chơi về trễ, mẹ đứng tựa cửa trong mong.
con viết lá thư về quý sinh xuất gia. Cha đã mất, mẹ già, anh yếu, em nghèo nàn, mẹ trông cậy vào ai? Con có ý bỏ mẹ, chứ mẹ nào có tâm quên con. Từ khi con cất bước tha phương, ngày đêm mẹ thường rơi lệ. Khổ thai, khổ thai. Nơi con lại thệ chẳng về quê, mẹ cũng tùy chí nguyện của con. Mẹ không dám mong con như vương tường nằm giá, đinh lan cắt cây. Chỉ mong con như tôn giả Mục Liên, độ mẹ thoát khỏi trầm luân tiến lên quả Phật. Nếu không, nếu mẹ không được như vậy, e phải có tội, con cần phải giải quyết cho xong. Thật ấy, thật ấy, lúc đầu thì bà cụ bà kể công khổ nhọc, sanh ra đau khổ để cho bú, nuôi lớn, chẳng màng hối hám, chẳng nể hà sự khó nhọc, rồi dắt đến trường cho học để mở mang kiến thức vân vân. Nhưng cái đoạn này là tôi thấy thấm thía vô cùng. Con viết thư về quyết sinh xuất gia, cha đã mất, mẹ già, anh yếu, em con thì nghèo nàn, vậy mẹ trông cậy vào ai? Con có ý bỏ mẹ, chứ mẹ nào có tâm với con. Đúng, tất cả những người con, ta thường quên cha quên mẹ, chứ hình như cha mẹ không có quên mình. Cho nên người ta phổ thành lời nhạc đó, với lời thơ là mẹ già cho con ngồi đếm lá rơi, đếm bao nhiêu lá mà con chưa về. Cái hình ảnh người mẹ già tựa cửa trong chờ đứa con lưu lạc phương xa, hoặc là người mẹ già ngồi bên mâm cơm hiu quạnh để đợi con mình về, hoặc là người mẹ già ngồi khâu cái nút áo cho con với cái ánh đèn leo lét, kim thì nó chích vô tay rỉ máu, nhưng mà vì cái áo của con nó bị sứt nút rồi phải khâu lại cho nó không có thời gian, bởi vì nó bỏ nhà đi hoài mà thời gian đâu nó khâu, cho nên mình phải ráng ngồi khâu cho nó. Hình ảnh người mẹ già nằm bệnh, hai mắt thì nhắm nghiền, hôn mê, mà trong sự hôn mê luôn gọi đến tên của đứa con mình. Cái này thương tâm lắm thưa các vị. Bởi vậy cho nên lâu nay chúng ta đã quên cha quên mẹ rồi, bây giờ không được phép quên nữa. Các vị đừng nói thầy ơi cha con mất mẹ con mất rồi thì nhớ làm chi, không có. Đã mất rồi cũng càng không được quên. Các vị nên nhớ, dù các vị có 100 tuổi đi chăng nữa, các vị cũng vẫn không được quyền quên cái ơn của cha mẹ các vị. Con có ý bỏ mẹ, chứ mẹ nào có tâm quên con. Từ khi con cất bước tha phương, ngày đêm mẹ thường rơi lệ. Thấy cái này cũng khổ mà. Nếu tính ra thì ngày lương giới của mình, mình nói cái từ ở ngoài thế gian gọi là cái tâm của ông cũng thật là sắt đá. Sắt đá thật sự á. Con quên mẹ, mẹ không quên con. Mà con bỏ nhà đi, từ đó tới nay lúc nào ngày đêm mẹ cũng nhớ thương, mẹ khóc hết. Mình nghe cái này là mình quải gói chạy về với mẹ ngay mà thôi. Mẹ ơi con thương mẹ quá, không đợi được rồi. Cho nên các vị thấy cái thường tình của thế gian, người tu phải phải quyết mà chiến thắng. Nếu chạy về mẹ ơi con cũng thương mẹ, đó cũng là một cái thể hiện cái tình thương đó chứ. Nhưng với người thế gian thì cái đó là một điều rất cao quý, rất đáng trân trọng, ca ngợi và tán thán. Nhưng đối với người tu làm điều đó thì tự cái tâm của mình để cho cái vòng yêu thương của tình ái đối với mẹ, với cha, và cũng làm cho mẹ mình khởi lên cái ái liếng đối với con. Càng ngày nó càng lớn thì con đường lìa tục
sức thế gian nó cũng khó khăn. Thế cho nên ở đây mình thấy bà mẹ viết lá thư như vậy, nhưng mà Ngài lương giới Ngài, Ngài vẫn không trở về, bỏ đi. Cái này thật là, thật là một cái tâm gọi là kim cương bất hoại. Kim cương bất hoại. Rồi sau này các vị mà thấy có ông thầy nào mà đi biền biệt không trở về thì cũng không có nên trách nghe. Đối với những vị đó phải nên cung kính, cúi đầu đảnh lễ, học theo gương. Cái đó là quý trí xuất gia, cắt ái mà. Cái ái lìa bỏ thế tục để quyết định giải thoát rồi mới thôi. Tôi có một ông sư huynh mà nếu tính ra cho đến ngày hôm nay thì hơn 22 năm ông chưa trở về nhà. Hơn 22 năm ông chưa trở về nhà. Và cha ông đã mất, ông chỉ sống với mẹ. Và ông cũng không có ưa mấy vì về đạo Phật đâu. Ông không ưa đạo Phật, nhưng mà tự nhiên tình cờ cái ngày hôm đó ông đến chùa. Ông đến chùa cái ông nghe được các thầy giảng, sau đó các ông về. Bây giờ xin mẹ thì chắc mẹ sẽ không cho, quyết chắc là không cho, ổng trốn đi luôn. Ổng trốn ổng đi, rồi ổng đi biền biệt, ổng cũng không có nói. Ba năm sau ổng mới viết lá thư để mà ổng gửi về. Bà mẹ bắt gặp được lá thư đó, chạy vô theo cái địa chỉ đi tìm ổng, nhưng ổng không gặp, ổng trốn. Cho nên đó cũng là những bậc thầy có cái tâm ý sắt đá muốn giải quyết cho xong sanh tử, không gặp để cố mà tu, để mau giải quyết được vấn đề sanh tử. Trong cái ý đó, khi mình giải quyết vấn đề sanh tử sớm chừng nào thì công ơn của cha mẹ mình đền đáp nhiều chừng ấy. Nó là cái ý như thế. Và thì hôm nay tôi có duyên chia sẻ với đại chúng hai lá thư của Ngài. Thật sự ra thì như tôi đã nói về cái tình yêu của cha của mẹ thì tôi chưa một lần được làm cha, thế nên không hiểu được cái nỗi khổ của người làm cha làm mẹ như thế nào. Vì vậy các vị cũng thông cảm, nếu mà tôi nói nó có mà trật đi chăng nữa thì cũng đừng có buồn tôi. Bởi vì phải hiểu rằng ông đó chỉ là cái hiểu biết chứ chưa từng có kinh nghiệm như mình. Thế cho nên hãy thông cảm cho ông. Cách đây mấy hôm tôi có viết một bài thơ gửi về cho bà cụ tôi, thì thôi sẵn cái dịp này đem ra đọc các vị nghe. Thưa bà cụ tôi thì bà không biết chữ, chứ nếu bà biết chữ thì tôi nghĩ chắc tôi nhận cũng được nhiều thơ của bà rồi. Nhưng bà không có biết chữ, cũng tội lắm. Lâu lâu tôi về thăm thì bà vui lắm. Cái tôi hỏi bà cụ, con về bà cụ vui không? Bà cụ bà nói vui chứ sao không vui ông thầy? Ông thầy hỏi gì kỳ vậy? Nghe ông thầy về á, là tôi với ổng đâu có ngủ được. Ổng thì cứ nằm võng đung đưa rồi cứ hít hà. Không biết ngày mai ông thầy ổng đi mấy giờ, ổng về tới đây sớm hơn không? Thì có gì nấu gì cho ổng ăn rồi không? Còn bà thì cũng nằm đúng mà nhớ. Và mỗi khi tôi về thì tôi không có ở chơi lâu, tôi không có ở lại qua đêm. Thường tôi về chừng vài tiếng đồng hồ rồi tôi lại đi. Nhưng mà mỗi lần tôi về như thế, cho đến ngày hôm nay, ông cụ và cụ tôi vẫn khóc kéo dài tới mấy ngày, vẫn còn nhớ. Thế cho nên tôi cũng hạn chế vấn đề về thăm nhà lắm. Nghe ông cụ bệnh cũng hơi khó khăn thì tôi mới chạy về một chút. Nghe bà cụ đau đi nằm viện hay gì đó thì tôi cũng về thăm một chút rồi đi, chứ cũng không có thường mà dám về. Cứ mỗi lần về thì ông bà nhớ tới mấy ngày, ông bà buồn, ông bà khóc. Thì cái đó tôi thấy thôi, không cam tâm, tôi không về. Và tôi viết lá thư thế này, tôi cũng mong các vị thông cảm cho tôi.
Thư gửi mẹ: lặng lẽ đêm khuya có một người nhớ nhiều về mẹ giọt lệ rơi. Mẹ ơi con khóc tim con nát, nghĩ đến ngày mai mẹ xa rồi. Con muốn hét lên dậy đất trời, nắm thời gian lại chẳng cho trôi. Con bóp tử sanh và ra lệnh, chẳng được chạm đến tóc mẹ tôi. Mẹ ơi con muốn mẹ sống trên đời, không buồn không khổ chỉ mãi vui. Con ném đau thương vào một tối, để cho môi mẹ thấm nụ cười. Mẹ ơi con muốn nói một lời, rằng con yêu mẹ lắm mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ hứa bên con nhé, mãi mãi không rời nhé mẹ ơi. Đó là bài thơ ta viết phải là tụi con phải đọc với các vị, chia sẻ với các vị vậy thôi. Thì cái phần sau bây giờ thì chúng ta sẽ hồi hướng cái buổi nói chuyện này, rồi chúng ta sẽ sinh hoạt với nhau khoảng chừng 20 hoặc 30 phút về vấn đề của khóa tu Phật Thất mà theo lời của sư cụ chỉ dạy. Thì thôi, hôm nay nhân dịp trong khóa tu Phật Thất Minh Thiền có một dịp để ngồi đây trò chuyện với các vị. Xin thưa, hôm nay không phải là buổi thuyết pháp, mà đó chính là cái buổi để nói chuyện, để cho tôi cũng có dịp để nói lên những điều tôi cần nói. Và tôi cũng rất mong các vị, những người còn cha còn mẹ thì hãy trân quý cái tình cảm của cha mẹ. Còn vị nào mà cha mẹ đã mất rồi thì cũng cố gắng mà tu tập, cố gắng tạo lập nhiều công đức để đem phước lành đó hồi hướng về cho cha mẹ, để đáp đền công ơn của cha mẹ phần nào. Và cuối cùng xin tổ chúc đại chúng có một khóa tu thật an lạc và có một mùa vô lan tràn đầy hạnh phúc trong tình thương của Tam Bảo và tình thương của cha mẹ. Và xin cảm ơn các vị đã ngồi lắng nghe.